Xin chào các bạn yêu cá bảy màu. Trong video clip ngày hôm nay mình chia sẻ kinh nghiệm đến một số các bạn đã hỏi mình là làm sao khi mà nó có một con trống mà có nhiều cá mái mà nó đẻ được, làm sao cho nó sinh sản được tốt. Mình sẽ nói đến cái lý do là tình trạng thiếu trống và nhiều mái. Đồng thời mình chia sẻ kinh nghiệm là khi mà có một con trống, theo cái kinh nghiệm để các bạn dễ nhớ là một trống cộng 4 mái bằng 5 ngày. Đó là cái chủ đề clip ngày hôm nay. Bây giờ mời các bạn xem clip nha. Một lời khuyên chân thành của mình muốn nói tới các bạn mới biết chơi cá bảy màu. Khi các bạn chơi chưa rành thì các bạn không nên tách trống tách mái. Một số các bạn xem thì hay nói vấn đề tách trống tách mái để con cá nó không có bị trùng huyết hay này kia đó. Thì các bạn đừng có quan tâm những cái chuyện đó quá. Các bạn cứ suy nghĩ là nếu mà một người ta mua một cặp Koi Red Ear, người ta nhập về thì khi mà người ta ra F1 không có thể nào người ta bán cho các bạn được liền đâu. Và khi cái cặp cá Koi Red Ear Ribbon đó nó đẹp và nó đẻ lên F1 thì người ta dùng F1 đó, người ta mới dùng làm giống tiếp, người ta tuyển lựa cái đẹp tiếp và người ta lựa tới F2, F3, và khi người ta lên tới 5-10 cặp người ta lại đẻ tiếp lên tới các bạn nó phải là F3, F4, F5 rồi. Nên các bạn đừng có nghĩ là con cá các bạn mua về đời cá con các bạn sẽ tách trống tách mái ra, các bạn lai với nhau để nó không có bị trùng huyết. Theo kinh nghiệm của mình á, khi các bạn thay vì các bạn tách trống tách mái thì chẳng hạn như các bạn có 3 cái chậu đây thì các bạn ra một cái bầy con, các bạn hãy tách ra 3 cặp hoặc là 5 cặp, chẳng hạn như ở đây là các bạn nuôi 2 cặp, ở đây nuôi 2 cặp, đây là nuôi 2 cặp. Thì nếu mà các bạn nuôi kém thì cái chậu này của các bạn nó bị bệnh thì các bạn còn 2 chậu này. Còn các bạn tách trống tách mái ra, nếu mà xui các bạn bị cái bầy cá trống này bệnh đó, thì coi như là các bạn không có còn một con cá trống nào hết, hoặc là các bạn không còn con cá mái nào hết. Do đó các bạn cứ tách 3-4 chậu như vậy, mỗi một chậu là 2 cặp 3 cặp thì các bạn sẽ được toàn vẹn. Nếu mà các bạn bị xui thì vẫn còn một vài cặp cá để các bạn vẫn đủ trống đủ mái. Đây là một cái số cái chậu khoảng cỡ 10 lít nước, và mình thường hay các bạn tìm ở những cái nhà sách đó, hoặc những chợ nó có những cái rổ như vậy. Và mình nuôi cá đẻ thì mình để những cái cặp cá cha cá mẹ nó nằm ở trong này. Ở trong này mình để 2-3 cặp luôn các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy cá con nó ở đây nè, nó đẻ cá con nằm ngoài nè. Và mình cũng không cần vớt ra liền, mình để cho khoảng cỡ 3 ngày 5 ngày con cá con nó khỏe, lúc đó mình mới vớt nó ra. Tại vì các bạn vớt ra sớm con cá nó cũng bị dễ bệnh lắm. Đây các bạn sẽ thấy nè, đây nè, cá nó nè. Nè các bạn thấy các con không? Có bạn hỏi mình là khi mà cho ăn cám nó tạo ván thì làm cách nào cho nó hết, vì không có thời gian để mà cứ xử lý mấy cái ván đó. Thì các bạn hãy cho một cái dây sủi nó nằm ở trên bề mặt như vậy thì nó sẽ hết cái ván. Và đồng thời mình chia sẻ luôn các bạn là ở đây mình cũng là một cái rổ nhựa đó, và mình dán cái miếng móp xốp, nó cao như vậy nè các bạn. Mục đích là để làm gì? Đây, mục đích là khi các bạn nuôi ở trong cái chậu, ở đây là một cái chậu 40-60 nè, thì mình sẽ để cá trống với cá mái nó gom lại ở diện tích nhỏ nhưng cái mật độ nước nó vẫn nhiều và nó vẫn sạch. Đồng thời khi mà cái móp nó dán xung quanh cái thành rổ như vậy thì mình có hút nước, mình giữ cái mật độ nước nó cao đều. Và nếu mà mình châm nước vô, mình châm nước lên thì nó sẽ nổi lên, và mình hút cặn thì nó sẽ thấp xuống. Nhưng mà cái mực nước ở trong rổ này, cái chiều cao mực nước trong rổ này nó vẫn không đổi. Và đồng thời là nguyên cái chậu 40-60 này, nước nó diện tích nó lớn và con cá nó luôn luôn sạch. Và khi nó ngủ buổi tối đó các bạn, là cái người nó sẽ không nằm ở dưới đáy, con cá nó sẽ ngủ trên cái rổ nha. Và khi con cá nó ị phân ra thì cái phân nó sẽ nằm dưới đáy, thì con cá nó sẽ ít có bị bệnh hơn. Thường con cá nó ngủ thì nó hay nằm dưới đáy đó các bạn. Nhưng mà khi các bạn để trên rổ như vậy thì toàn bộ cái phân cặn và cái dơ nó nằm ở dưới đáy. Con cá nó sẽ ngủ ở trên cái ban đêm á, thì con cá nó sẽ ngủ ở trên cái thành rổ như vậy. Và ở đây khi mà ở trong cái diện tích nhỏ như vậy thì con trống với lại con mái nó sẽ dễ con cá trống nó dễ dí con mái hơn, nó dễ thụ tinh hơn các bạn. Đó, bây giờ mình nói tiếp là trong chủ đề mình nói của cái clip này là các bạn cứ nhớ theo công thức là 1 trống 4 mái và 5 ngày. Ở đây là một cái bầy Albino Blue Koi của mình nè. Ở trong này mình sẽ cho các bạn thấy là nó chỉ có một con trống thôi. Nó có một con trống à, và nó có 4 con mái. Và một con mái này nó có ribbon nè. Nếu các bạn thả 5 con này ra ở một cái diện tích lớn như vậy á thì con trống nó dí con mái rất là khó khăn. Nhưng mà các bạn gom vô trong một cái rổ nhỏ như vậy thì con trống sẽ dí con mái nó dễ hơn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Một con trống này nó sẽ quản lý 4 con mái này. Nhưng như vậy nó cũng chưa hẳn đã là tốt nha các bạn. Mình sẽ bổ sung thêm. Đây, các bạn tìm một cái rổ như vậy nữa. Cái rổ này nó còn nhỏ hơn cái rổ kia nữa. Và nó sẽ được nằm ở trong cái diện tích này. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt một con mái và một con trống vô đây. Đó, các bạn sẽ thấy con trống nó dí con mái nè. Đó là ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất thì con trống này nó sẽ chăm sóc con mái này nha các bạn. Ngày thứ nhất mình cho một em vô đây, ngày xong bắt đầu mình lại cho ra ngoài. Ngày thứ hai tiếp một em vô, lại một ra ngoài, rồi ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư. Tới ngày thứ tư thì mình để con kia nó nằm ở trong này, còn 3 con nó nằm ở ngoài nè. Đó. Và ngày thứ năm mình cũng nên cho con trống nó nghỉ ngơi. Tới ngày thứ năm mình cho con trống nó ở một chỗ cho nó khỏe nha các bạn. Và hết một chu kỳ 5 ngày xong mình lại quay lại. Rồi mình lại cho tiếp vô. Có nghĩa là mình sẽ dùng chiến thuật 1 trống 4 mái và chu kỳ là 5 ngày. Cũng là 1 + 4 = 5 luôn. Và 4 ngày xong 4 con mái thì ngày thứ 5 mình hãy cho nó nghỉ ngơi. Thì con trống tới nó lại quay chu kỳ sau, nó lại sung lại, nó dí mái lại các bạn. Khi mà mình gom vô diện tích nhỏ như vậy thì các bạn sẽ thấy con trống nó đỡ mất sức nhiều, nó đỡ phải chạy vòng quanh cái hồ 40-60 này. Và một ngày nó quản lý con mái này là sẽ dễ thụ tinh trứng hơn và dễ sẽ có con hơn. Chứ nếu các bạn thả một con trống này vô 4 con mái và ở cái diện tích rộng thì nó sẽ rất khó có con nha các bạn. Đó, đây cũng là một cái cách để mà anh em mình lưu ý nha. Đó là cái clip một cái cách 1 + 4 = 5 nha. Và cũng trong cái môi trường nước này á, tới khi mà bạn dùng cái rổ nhỏ này, cái con mái nào mà nó ôm bụng bự á, nó sắp đẻ, các bạn để cho cái này ra bên ngoài. Đó, mình ví dụ nha. Ví dụ như con này nó ôm bụng thì các bạn đem con mái này ra bên ngoài. Và những con mái kia hay những con mái còn lại á, nó vẫn nằm ở trong cái rổ kia. Đó, bây giờ mình vớt con này lại vô đây đi. Vậy cho các bạn dễ hình dung nha. Đó, khi con mái nào nó ôm bụng nó sắp đẻ thì mình cho con này nó ra bên ngoài. Nó ở một mình nó vậy đó. Và khi nó đẻ ở trong này, nó có một mình, nó đẻ các con ra bên ở cái diện tích lớn như vậy thì các con nó sẽ bị ít bị ăn thịt hơn. Chứ nếu mình để ở trong này nó cũng có thể dễ bị ăn thịt, nhất là những cái dòng cá mà mắt đỏ đó các bạn. Đó, khi nào mà nó ôm bụng các bạn để riêng ra bên ngoài nha. Thì con cá nó, các con ra ngoài, mình sẽ thu hoạch. Video của mình tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm nha. Chúc các bạn nuôi cá khỏe, lai tạo cá thành công. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại ở những clip sau nha.